không biết. Nói chung ra bây giờ đau nhiều chứng, nhiều bệnh dị kỳ khó cải bây giờ nó nhiều quá. Bây giờ có người là đau gan, ung thư máu, rồi đau phổi, ung thư mổ xẻ ruột thừa cũng như tôi nè, có nhiều chứng. Rồi cái lớp đó đọc quỵ, ngồi nói chuyện, rồi đi tắm coi phim nằm võng, rồi cũng chết. Nó đau nhiều chứng dị kỳ khó cải rồi luôn. Rồi nó có những chặng như bệnh virus này kia, nó lây từ cái hơi thở của con người này kia, con vi trùng đó là chuyện đã không, không phải gì vậy chứ dị kỳ không, yeah. Đó là cải không được luôn, tối nghèo. Nhưng mà bây giờ nó chưa đến mục đích, nó mở đầu thôi. Đức thầy mới nói nè, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ ngày sau dần thấy bãi hồn, trừ tà gian còn hiện tiền tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Như sau ngày đói đến chừng đó sơn băng thủy kiệt đó. Sơn băng thủy kiệt, sơn gì, sơn là băng tiết, sau này nó sẽ tan ra. Thủy kiệt là nước biển nó dưng vào, con người không có trồng trọt nữa. Hỏi quý đại quý vị có khổ không? Dạ. À, còn bây giờ mình còn khổ được. Đến thân dậu cơ trời thấy lộ, thì quý vị coi tất cả kinh sấm đồ nói đó, thì bây giờ tất cả ở thế giới đều cái gì nó cũng lộ ra hết rồi quý vị. Không còn sót cái gì nữa hết. Tất cả tác nước bây giờ nó ra nó tranh chấp ở ngoài biển Đông, rồi là tất cả ở thế giới này các nước nó đem súng ống đạn dược gì nó cũng là tranh chấp với nhau. Mà Đức Thầy đã nhiều lời Thầy nói và Thầy khuyên mình sẽ phân liền theo đó. Trong một giáp ăn đến cuối niên thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đao binh mới quy cổ diệt kim. Chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ, mới diệt là tiêu đời kim. Này Thầy mới nói dài dài tới này, Thầy nói gia vô bế hậu im liềm là pháp môn bế mạc, lập thành mối đạo rõ điềm chưa kia, thời dân chứng danh uy hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà lập chánh rành rành ba màu, nắm chặt năm thành chữ thân, cuối thân dậu y như thượng cổ. Đây Thầy nói cuối là cuối cùng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ thành kính Đức Phật Thích Thầy. Cùng quan trường đẳng đại thần chư quan cửa thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm chứng minh gia hộ trì cho chúng con hôm nay cũng có một nhân duyên con nhắc lại những lời châu ngọc cũng như giáo pháp của Đức Phật Thích Thầy để cùng bước đường tiến hóa trên con đường tu học. Mà Đức Thầy cũng thúc giục chúng ta qua nhiều nơi nhiều chỗ đó. Thầy nói đời cùng tu gấp cũng kịp thì đặng xem báo ngọc liên kỳ năm non Phật thương bổn đạo như con nói cho bổn đạo lòng con ghi lời để sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nói thời cũng tin. Hoặc giả là tu kiếp kiếp nếu không kẻo trễ chừng đối đầu khó kiếm biên cùng. Tu kiếp kiếp mà tu mau mau á, nếu không tu mau mau là kẻo trễ chừng đối đầu là chừng đụng vô cảnh rồi thì khó kiếm biên cùng là khó kiếm được Đức Phật Đức Thầy. Hoặc giả là đời nay mỏng tợ màng thưa, khuyên trong đây thứ chẳng thừa một câu, đời nay là đời này. Thầy nói dí mỏng như mà thưa là khuyên trong lê thứ, chữ khuyên là dạy, dạy trong lê thứ là dạy mình đấy, không có thừa một câu là không có dư. Hoặc giả thầy còn thúc giục thêm là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sinh còn có lập thân hội này, chữ mau mau là lẹ lẹ mà kiếp kiếp phải gấp rút. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ và gấp rút nó kịp với thời kỳ này. Qua những câu mà thầy thúc giục như vậy thì ở đây tôi xin nhắc lại đó, thầy có tiên tri, nghĩa là bốn lần đưa vô một chỗ, mà thầy tri từ năm mẹo này đi dài tới đó. Thầy nói mẹo đã hết, tất nhiên năm mẹo là năm mèo này, năm 23 này đã hết, rồng ba dơ dẫn, rồng là bước qua thình là năm 24, khắp hoàn cầu nghĩa lẫn cùng nhau. Thầy nói khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch hết, lê dân trăm họ sáu sào, lê dân là lê thứ của dân mình, mà trăm họ là con rồng cháu tiên và giống hồng lạc đấy, là sáu sào là không còn yên ổn. Nhưng mà rã rời phụ tử là cha với con rã rời, máu đào nhuộm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Đó là một câu thầy tiên tri như vậy. Một đoạn khác trong những bài thi thầy cũng nói thêm cũng y như vậy, nhưng mà cái ý thì nó cũng một, nhưng mà lời văn nó khác. Thầy nói mèo lui mèo cũng hết, rồng tới là bước qua thình, bay dơ dẫn, nói thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, nói cả thế giới thì chiến tranh luôn, nổ khắp bùng, mùng một năm nay rõ thiệt thình, mùng một của năm thình luôn, hẹn cùng non nước dẫn linh ninh, cố chí ước mơ gìn đạo đức, mặt tình bá tánh chẳng thèm tin. Đó là qua những câu và rồi đã thúc giục chúng ta. Hai câu vô một chỗ cũng y theo một ý,
qua một câu thứ ba này đó đó. Như vậy á, long dĩ xà đầu khổ chiến tranh. Vậy long là cũng là rồng, dĩ là đuôi, xà là rắn, đầu là đầu con rắn, đuôi con rồng là đầu con rắn. Như vậy á, cái năm thìn là năm 24, năm rồng, đầu con rắn là đầu năm tỵ 25. Thì nó long dĩ xà đầu khổ chiến tranh. Khổ đây là khổ vì chiến tranh, là giặc giả. Can qua xứ xứ khổ đau binh, can qua là binh lửa sát sanh linh đó. Can qua là binh lửa, xứ xứ từ đâu tới đâu, xứ xứ là từ đâu tới đâu, khổ đau binh. Mà thì nó mã đề dương cước anh hùng tận, mã là ngựa, đề là đầu. Đầu con ngựa là đầu cái năm 26 là năm ngọ, năm ngựa. Vậy á, can qua xứ xứ khổ đau binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Thân là năm 28, dậu 29, niên lai là trở lại, hai cái năm này trở lại, kiến là ngó thấy, mà thái bình là bình yên trở lại. Đó là qua những cái câu, tất cả kinh Đức Thầy nói trong kinh sấm đều là bốn câu vô nhau một chỗ. Bên chữ thánh cũng nói thêm, để nó nương theo rồng rắn lần lần. Ông cũng nói y vô cái y đây, chữ thánh cũng nói y vô. Nương theo rồng là thìn, rắn là tỵ 24-25, lần lần là đi dài tới nữa mới tới cọp trâu linh tánh quá thần thăng thiên. Vậy đó, cọp là năm là 34, trâu là năm 33, cọp trâu linh tánh quá thần thăng thiên, mắt xem điểm ứng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chiêu huỳnh cờ, tới đây là chiêu an. Huỳnh cờ là cây cờ vàng, tất nhiên ông ba về là chiêu an ở mộ ba. Đó là qua những cái câu mà đã tất cả kinh sấm đều cũng nói ghim vô đây là một. Như vậy đó, tôi muốn nhắc thêm đó, bên sấm truyền của Phật Thầy mà Đức Thầy nhắc trong Nguyễn Tư, những sấm truyền xưa của Phật Thầy dân gián kiếm mà tri thì biết, xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng. Việc thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sánh. Câu hữu lý là có lý cái bá cái tòng khó sánh bằng cái cuốn sấm truyền này. Ý là Đức Thầy giới thiệu cuốn sấm truyền này trong cái Nguyễn Tư. Nhưng mà trong sấm truyền nó có nói đó, qua những cái câu mà trong cái quyển 3 đó, như vậy đó, Thầy cũng tiên tri vào là tháng 3 bá tánh khóc rồng. Thầy nói tháng 3 mà không biết tháng 3 nào, Thầy nói tháng 3 bá tánh khóc rồng, bị Tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Tần đây là miên. Tháng 5, tháng 6 rụng rời, tháng 7, tháng 8 mới sửa đời bá gia. Lớp binh khí, lớp binh ma, lớp nào ban trái, lớp nào binh dương, mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên bảy núi Trư Lương, trong lòng có khi lửa trái phập phồng, trái lên núi cấm trái dòng đậu ôm. Tháng 10 giặc đánh có chòm, chúng sanh phải ráng lo phương tu hành. Đó là qua những cái câu mà Đức sấm truyền cũng nói như vậy. Như vậy tôi nghĩ ông nói tháng 3 bá đánh khóc rồng, nó bị Tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Tần ở đây là muốn nói thằng Miên, mà tháng 3 này theo tôi nghĩ ở chỗ này không có nói chỗ tháng 3 nào, mà tôi nghĩ là tháng 3 của năm tỵ, năm ất tỵ 25. Bởi vì qua những cái đoạn khác giảng xưa cũng nói đó, ngay năm tỵ Thầy nói giảng xưa nói con rắn nó cắn nhất mình. Con rắn là cái năm 25 năm tỵ nó cắn nhất mình, diệt thình lình sấm dậy. Ý ông nói sấm nổ đầu năm tỵ. Như vậy đó, một cái đoạn khác nữa ông nói á, cũng nói về cái phần cái năm tỵ nữa, là nghĩa là năm tỵ ra sấm thình lình. Cái này nói ra sấm chứ không phải là nói sấm nổ nghe, nó nói ra sấm mà không biết nó có ý nghĩa như thế nào, mà ông nói năm tỵ ra sấm thình lình, nhân dân sao xuyến nước mình có vua. Vậy ông nói nhân dân là mình đây sao xuyến nước mình có vua, chắc có lẽ đó. Ở đây cái năm tỵ này là cái năm trước đây đó, hồi thầy trước đây thầy chưa ra đời, mà ông đức vua ra đời hồi ông sư giải hồi trước đó. Như vậy đó, qua những cái đoạn khác cũng là ghim vô đây nữa. Như vậy đó, ông nói sấm nổ ngay chỗ này. Như vậy là Tần ban hậu hận tiên du động, cái chỗ này là cái chỗ miên xuống mà Đức Thầy nói trong cái tám câu, trong cái bài là thi, trong cái bài thi tám câu của Đức Thầy đó. Như vậy thì
Nghĩa là đầu tiên đó, nếu ở trên nó xuống đó, là nó xuống ở kinh chợ Kinh Sáng Tân Châu, đi qua Châu Đốc. Như vậy nó đi đường đó, nó đi xuống chợ Kinh Sáng, nó đụng sông lớn là qua Châu Đốc. Cho nên Tứ Thánh mới mô tả sao mày không xuống chợ Kinh. Chợ Kinh đây là chợ Kinh Sáng Tân Châu, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về, đi qua Châu Đốc và tới Trà Vinh là hết cái xứ của Hà Miên này, nó trở về. Chú này mày thiệt nhà nghề, đi đó có bốn nước đi theo, trong đó có thằng Trung Quốc, nó xuôi đi đâu, nó xuôi Hà Miên đi đâu. Như vậy đó, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về, chú này mày thiệt nhà nghề, chú là chú vợ cô son lạc thắng mày mê chú thầy. Mày ham mua guốc, mua dài, mua râu, cá chốt, cặm mày, cá chê, ham chi cô bảy, mày mê, chú mày bảy chục mà con dê có trà. Đó là qua những cái câu cũng là Tứ Thánh cũng mô tả như vậy. Đó. Còn Đức Thầy nói trong cái bài Lỵ Tam Châu cũng y như cái ý này. Như Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, Tam Châu là ba cái châu, hữu là bên bờ mặt, ngạn là trên bờ, bên bờ mặt là bờ Châu Đốc đi xuống gọi là bên bờ mặt, hữu ngạn lỵ nhỏ xa là khóc rồng. Mà cái gì phải khóc rồng đây? Ông nói thập bát chư bang động can qua, thập bát là 18 nước, chư bang là các nước, động nó can qua, chữ can là nó qua chiến tranh đó, can qua binh lửa sát thiên linh đó. Như vậy Lê Dân mảnh thú trừ tràn ác, Lê Dân là lê thứ của dân mình, mảnh thú là những con thú đó, trừ những người hung bạo ngược ngang gọi là những người tràn ác đó. Lê thứ hậu lai khổ thiết tha, lê thứ là dân mình, hậu là sau lai là trở lại gặp cái cảnh khổ này thiết tha. Mà khổ gì cái gì đây? Ông nói Miên nè, tầng bang hậu hận tiên du động, tầng bang là nước Miên, hậu là sau này nó hận mình, tiên là nó đi đầu du động, năm nước bốn nước đi theo nó sau lưng. Đó là Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Sa, Nam Quốc là lê thứ của dân mình, chữ kiến là ngó thấy, Linh Sa là xác chết. Mà chết nhiều hay ít đây? Ông nói chết đông người. Chết Phòng Hoa Đô Hội Lưu Giang Quyết. Phòng Hoa Đô Hội là đông người, mà Lưu là châu, chữ Giang là sông, chữ Quyết là máu, chết máu chảy như sông. Nhưng mà chết Dư Đảng Dọc Ngang Cấp Ma Ha, Dư Đảng là nhiều cái ngãn, ngang dọc lẫy lừng, chữ Cấp là gấp rút, chữ Ma Ha là đại đạo. Thầy thúc giục chúng ta phải trở về con đường đại đạo tu gấp rút mới kịp với thời kỳ này. Đó là qua những cái lời của ở trong cái bài Lỵ Tam Châu mà Đức Thầy nói, cũng ăn vô một cái đoạn Tứ Thánh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, khi mà qua những cái trận mà đầu tiên là qua năm nước đó, như vậy là Tứ Thánh mô tả qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, cái lộ văn giáo từ Nhà Bàn chạy vào núi Cấm, cái tới mới tới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong. Đổi nhật là đổi mặt trời, đổi nguyệt là đổi mặt trăng, đổi phong là đổi gió luôn, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi, đổi cờ năm ban, trời xây quá bốn phan, nước tràn bờ khỏi khó an, thời kỳ chuyển lưng bỏ bực viên thi, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng nguyên ông ơi. Chứ không phải bình thường đương không mà yên ổn gì mà lập lại được. Cũng trải qua một trận cuồng ba sóng dậy, sắp chất nhân sanh sẽ thấy việc kia, trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngoài trả quả ầm mì biết bao. Như vậy thì qua những tất cả những kinh sấm đều ghim vô ở trong này, mà tôi ở đây tôi xin phân cái trong cái bài Thiên Lý Ca cũng nói vô trong vòng này nữa. Cái bài Thiên Lý Ca nó nói đến thân dậu thánh thần náo động, đến đây là đầu tiên. Như vậy là thân năm 44 dậu 45 mà thánh thần còn náo động, cái mốc này là cái mốc trước đây. Ông nói dài tới 5 lần thân dậu lận, mà 4 lần thân dậu lấy 1 lần thân dậu ngày luôn. Là ông nói đến thân dậu thánh thần náo động là cái mốc này, tôi nghĩ là đệ nhị năm 45 rồi, nó qua rồi. Thảm cho trần nhà trống ruộng quang, chỉ thảm là khổ, mà cho trần là chúng sanh mình nhà bỏ trống mà ruộng bỏ quang, mới tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Nạn tai là dồn dập là nó tới tấp mà sớm làng còn chi. Thầy than đã khuyên hết rồi, gặp nó nhiều cái cảnh khổ quá rồi, thầy mới khuyên mình tu hành. Bởi vì cái mốc 45 nó còn đi diễn biến dài tới đây, nhiều cái cảnh khổ nữa, thầy mới khuyên tu. Còn cái mốc chốt này bây giờ thì đâu có còn gì nữa mà khuyên tu. Cho nên tôi nghĩ cái mốc này đầu tiên là vô mốc 45 rồi. Mới khuyên sanh cúng ráng ghi mối đạo, khuyên sanh chúng là khuyên mình đây, ráng ghi nhớ cái mối đạo, lòng hằng lo ngay thảo người con, tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ thân, trong một giấc ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hạ dân,
Tam thiên lục bá là 3600 mối đạo của trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần thêm trên tuổi chúng sanh nó biết, đó là cái mốc đầu tiên mà ông nói. Đến thân dậu mốc đệ nhị thứ năm, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Vậy cuối niên đây thân á là 205, 204, dậu 205 mất còn sẽ phân là sửa sạn phân chứ chưa có phân. Chữ sẽ này chưa có phân. Liền theo đó trong một giáp ăn người chi tính là trúng một giáp là thánh nhân là 61 năm, từ 45 lại 205 là đúng một giáp 61 năm. Sẽ phân là chưa có phân. Bây giờ thầy nói cái mốc thứ gì? Đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Bây giờ đến thân đây tôi nghĩ cái mốc thứ nhì này đó, đầu tiên đó, đến là vào đầu tiên, đến thân là vào 16, dậu là 17, cơ trời thấy lộ. Vậy 2-16 là năm thân 2-16 năm thân 2-17 là năm dậu. Đến thân dậu cơ trời thấy lộ thì quý vị coi tất cả kinh sấm đồ nói đó, thì bây giờ tất cả ở thế giới đều cái gì nó cũng lộ ra hết rồi quý vị. Không còn sót cái gì nữa hết. Tất cả các nước bây giờ nó ra nó tranh chấp ở ngoài biển Đông rồi đó, là tất cả thế giới này các nước nó đem súng ống đạn dược gì nó cũng là tranh chấp với nhau, mà Đức Thầy đã nhiều lời Thầy nói và Thầy khuyên mình sẽ phân. Liền theo đó trong một giáp ăn đến cuối niên thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đao binh mới quy cổ diệt kim. Chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ, mới diệt là tiêu đời kim. Này Thầy mới nói dài tới này, Thầy nói gia vô bế hậu im liềm là pháp môn bế mạc, lập thành mối đạo rõ điểm chưa kia, thời dân chứng danh uy hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà lập chánh rành rành ba màu, nắm chặt năm thành chữ thân, cuối thân dậu y như thượng cổ. Đây Thầy nói cuối là cuối cùng là chấm dứt, cuối thân dậu y như là êm đềm trả lời chứ chưa có qua đời thượng cổ, cho nên Thầy nói y như thượng cổ là êm đềm trả lời thôi chứ chưa qua đời thượng cổ. Thời nhân sanh hết khổ đến mai, tới đây nhân là người sanh, là sanh chúng mình hết khổ rồi, bây giờ đến mai rồi. Bây giờ đế vương xuất thế là ngài, đế vương là ông vua mà xuất tại thế gian này là ngài dậu. Đế vương xuất tại thế gian này là ngài dậu, mới phải chữ chữ dậu mới thân. Chỗ này ông nói ngày dậu mà tháng thân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. Đó là qua những lời năm lần thân dậu của Thầy đã thúc giục chúng ta, đó là nó trải qua bao qua nhiều cái màn lớp, qua nhiều cái thời kỳ. Như vậy đó, cũng ăn tất cả kinh sấm rồi đó đó. Đó, tất cả kinh sấm đều cũng ghim vô trong cái dòng này hết. Không có kinh sấm nào cũng ghim vô đây hết, chứ trong hệ bổ sơ kỳ hương đều tất cả đâu. Bây giờ tôi nhắc lại đó, ông Trạng Trình ông cũng nói cái dòng này nè, nó khổ từ cái bước đầu cái chỗ này, cái mốc này ông nói canh tân sực nứt mùa hèm. Chỗ này ông nói bên Thiên Can nha, canh là canh Tý năm 2020, tân là tân Sửu 2021, sực nứt mùa hèm. Quý vị coi cái mấy cái này qua rồi đó, có phải sực nứt mùa hèm không? Bây giờ ông nói tới nè, nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào, nhâm là nhâm dần, quý là quý mẹo nghe, quý mẹo này ông nói đang lãng ngoài đem binh vào, ở ngoài đem mình vô, nhưng mà ông chỉ ngay cái năm thìn đó. Chỗ này nói bên Thiên Can, còn hồi nãy nói tất cả bên địa chi đó. Giáp thời thấy rõ bên đâu, mà giáp ở đây là ngay cái giáp thìn, năm 24 là năm giáp thìn. Giáp thời thấy rõ bên đâu cũng nói chiến tranh ngay cái năm thìn đó. Ất niên chiến quả xâm vào Tràn Lan, Ất niên là cái năm Ất Tỵ năm 25, chiến quả là khởi chiến, mà xâm vào ở ngoài, nó xâm vào Tràn Lan là nó điệu hết, nó không còn thiếu chỗ nào hết, nó mới gọi là xâm vào Tràn Lan. Thiên tai chiến sự đo đoan, thiên tai là cái tai ách quả của trời, chiến sự là đo đoan là nó quá nhiều, nó bề bộn là quá nhiều đi, đo đoan là. Thành thử ra tất cả kinh sấm đều ghim vô đây, tất cả đều là trở lại cũng không khác ở trong cái dòng này. Bây giờ đó, ông Sư Giải Bán Phai, ông cũng nói luôn, ông nói bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ, có nghĩa là bây giờ ông không có giấu nữa, nói hết ra. Từ đây sắp đến không lâu mà chờ, ông nói bắt đầu nói nè, năm dần nhiều nỗi bơ vơ, năm dần phải qua nhiều nỗi không, bây giờ bước qua năm mẹo như trời rối cuồng, cái năm mẹo này mà như cuồng tơ mà rối nghe, gỡ không có được. Ý cũng nói ngay cái năm mẹo trải lên, năm mèo tháng mẹo chưa buồn,
năm mèo cái tháng mèo là tháng 2 chưa có buồn, năm mèo tháng hợi với mấy lụy tuôn dầm về, tháng hợi là tháng 10 nghe, lụy tuôn là khóc rồng đó, dầm về là khóc rồng. Vậy mà chưa mấy quê ông nói á, trung ương rồng lộn mấy ê hề thay phân. Quý vị coi thấy không, tất cả kinh sấm nếu thầy tứ thánh đồ cũng ghim vô từ năm thìn năm rồng này ra là dài 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 tới là chiến tranh rồi. Hai cái năm này năm rồng và năm tỵ, hai cái năm là chiến tranh toàn cầu luôn. Nó hai cái năm này đầu tiên là chiến tranh, hai năm này vậy mà chưa mấy uê trung ương rồng lộn mấy hề thay phơi mới trở lại, mấy mèo kêu giết tới sầu bi, từ cái năm mèo này là thúc rồi, nó không còn là cách phản nữa. Mèo kêu giết tới sầu bi, tới gà về ổ mới dậu thời bình an. Mà gà đây là năm mà kỷ, mà năm kỷ dậu, năm 29 dậu thời bình an là dậu là tháng 8 của năm 29 mà ông sư giải ông đóng hai cái can địa chi, địa can địa chi chung là trong một một cái mốc này. Ông nói quý dậu có Phật Ta Bà, quý dậu là có Phật, là có quý dậu là tháng 8 của năm 29 mới có quý dậu, có Phật Ta Bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no, quý dậu chư Phật Ta Bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Đây là ông đóng hai lần quý dậu cũng đi ngay vô ở trong cái tháng 8, và cái năm kỷ dậu là tháng 8, tháng quý dậu cũng nói cái năm dậu là tới tháng 8 là im ẩn, im điềm trả lời. Như vậy đó, qua những cái mốc đó, theo mà Đức Thầy và tất cả kinh sấm ông ba đồ cũng nói là tất cả thế giới ở đây sắp tới đây đó, khi mà xảy ra đầu tiên là sấm vang là sấm nổ, mà Đức Thầy nói sấm vang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới mới khắp tràn đến thi, sấm nổ đền đài lộ vẻ thập bất quốc 18 nước chư hầu mới kéo qua giành xé, mà Đức Thầy nó quân phiên tham báo xa gần cũ qua tranh phân cho rõ đại ba cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Hoặc giả thầy nói á, 18 nước là thập bắc quốc, là 18 nước thập bắc quốc làm hội đầu sơn, đầu sơn là đầu núi, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời, chừng nào núi cấm quá lầu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ đã ngơi tu hành các được thảnh thơi, lại xem được ngọc được trời báo thai. Đó là qua những cái câu mà Đức Thầy cũng thúc giục nói, và đồng thời này cũng mở ra cái ý là sấm nổ đền đài lũ vẻ. Vậy thì bên ông ba ông cũng nói á, theo tôi xem bên ông ba đó thì nổ tới ba đợt lận, sấm nổ tới ba đợt lận. Như vậy đó thì á, thì nó Phật độ thảo thận hiệp hòa, độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, Phật độ cho mắt con trâu, tam thinh xuất hiện mà đâu đâu với mình, tam thinh là ba tiếng mà xuất hiện là nổ lên mới đâu đâu với mình. Khi nổ rồi đó, nói hào quang chiếu sáng năm ban, hào quang là cái đồ thơ của Đức Quận Sư nói trên đỉnh đầu có cái cột cờ, có cái viên ngọc phủ lư, nó mới chiếu mới sáng rực cả đất nhất đằng nam. Mà ông ba mới mô tả hào quang chiếu sáng năm ban, đuổi trâu mới ngó thấy, nó tan quan sớm đàn. Rồi nói đuổi trâu gặp cợp rần rần, mười phần khác bảy tám phần người ơi. Tứ thánh nói thế gian chớ khá cởi trâu, thế gian là mình chớ khá cởi trâu, là đừng có bỏ qua con trâu này, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Ông ba nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ á, cái lệnh cho xe loan là xe vua chở bánh là trở lại, khiến loạn ly bá tánh đảo quyền. Cái thời buổi này loạn ly là bá tánh, là mình đây đảo quyền, trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, con trâu mà rút mũi thả lan nó nhiều kẻ trách phiền, mới ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Con trâu thả lan là ý muốn nói qua bên dần, nó không còn bầm bên con trâu nữa, thả lan nhiều kẻ trách phiền, ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý, chí mẹo dần Phật ký hiện ra. Vậy đó thì qua những cái lời tất cả cũng nói đầu tiên lên vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ đó, ông ba ông nói nè, con trâu này tôi bắt là con trâu tháng, trâu tháng chạp, tháng là sửu là tháng dần, tháng giêng là tháng chạp, tháng 12 là tháng con trâu, tháng sửu, tháng giêng là tháng cọp, tháng sửu là tháng già, mà tháng 12 là tháng sửu.
như đây nói, ông nói Phật độ cho mắt con trâu tam sinh xuất hiện, mắt con trâu là hết trâu mà bước qua dần là tam sinh xuất hiện ở đâu đâu giữa mình và ba tiếng đầu tiên. Như vậy đó, ông ba nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, con trâu nhỏ là con trâu tháng, con trâu lớn là cho năm, trâu lớn của Phật cỡ thời Kỷ La, con trâu lớn là nó cỡ là đi qua khỏi trâu. Không về đại thánh ngày ra bất tử triệt đa không về, không nếp có đậu có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Đó là qua những cái câu đó cũng nói như vậy. Bây giờ ở đây đó, như vậy đó, cũng nói mà đoạn khác ông ba cũng nói thêm nữa là trâu tôi con cởi con dòng, lại thêm con nghé mới cực lòng người trăng. Trâu tôi là trâu của Phật, con cởi là con đi qua, mà con dòng thì đi theo con cởi, tất nhiên hai con trâu lớn. Lại thêm con nghé là muốn ám chỉ, nhưng mà ngay con trâu nghé là trâu tháng, lại thêm con nghé mới cực lòng người trăng. Đó là qua những cái câu mà ông ba cũng nói như vậy. Tôi nói về con trâu là tôi muốn nói bắt về cái con trâu nghé vậy đó. Khi mà nổ rồi đó, các nước cường quốc nó qua thế, thí dụ cái lệnh đài lộ vẻ mà cái cột cờ này nó dựng lên ở trên chốt núi cấm trước sân đền, cột cờ ở trên chốt đó là 36 cái số mày đứng là 36.000 mét, cho nên bên tổ thư có đức muốn sư cũng đô tả đó, cho nên nó gọi chiếu sáng giật cả đất nước Việt Nam. Cho nên tôi nhắc lại ông ba nó hào quang chiếu sáng Nam Bang là cái phổ lư nó chứa viên ngọc đó, chiếu sáng được cả đất nước Nam, mà ông nói đuổi trâu mới ngó thấy, tan quan sớm làng. Đuổi trâu là hết con trâu mới ngó thấy, tan quan sớm làng. Như vậy đó, thì qua những cái lời này đó, tới cái đạo thứ nhì đó, thì ông ba mô tả là tôi nghĩ độ có một tiếng rồi. Ông nói mấy chừng nào nghe một tiếng âm thanh, chừng nào nghe một tiếng, có một tiếng âm thanh lạ quê lạ kiển, bình minh lạ người lạ non, nước dạng lạ nói, cười mặt mày lơ láo như người phu. Nổ một tiếng này trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện trên núi thì xuống dữ tràn xuống, gọi là nổ một tiếng này tới phong trần xuống hết nổ rồi đó. Cho nên cái đoạn khác ông nói nó trong mừng đèn đỏ tỏ xà long, mà xà đây là rắn, long là rồng, năm tỵ năm con rắn, mà tháng tỵ là tháng tư, tháng rồng là tháng 3, mà năm rồng là năm 24. Gặp thở đông phong long tiền kiến, chữ long là rồng, chữ tiền là trước, chữ kiến là ngó thấy, tháng 3 giờ ngó thấy trước, mà nổ là nổ đầu thứ tư. Ông nói xà bì loạn biến một tiếng âm thanh. Xà bì, xà là rắn, bì là da, mới vô đầu năm rắn, chữ biến, tiếng âm thanh là nổ một tiếng lên là tới phong thần súng hết nổ. Cho nên nó trong cái mẫu chuyện bên thầy tôi cũng có nhắc lại đó, anh em có kể qua từ 70-80 năm trước á, khi mà ông năm trời đất tấu thu năm chèo xuất hiện rồi, các nước cường quốc nó đem vô lớp nào, nó đem bơm to súng lớn đại bác thành công, máy bay tàu chiến để trừ con nghiệt thú này, mà con nghiệt thú này nó có thần thông, nó bay lên không, nó phun lửa đỏ trời làm cho các nước phải kinh hoàng sợ hãi. Giờ này đó nó không làm gì được con sống thần này hết, nó mới đặt bàn hương án, nó cầu trời thẳng thật vì súng hết nổ rồi. Phải chi giờ này có một bực nào đức trọng tài cao ra tay cứu thế, tôi mới đi từ mặt nước tôi về. Tôi về đó thì tôi hỏi mấy ông cường quốc thấy sao, còn cách nào trị nó được nữa hay không, nếu không được thì đứng qua một bên. Tôi mới dùng thần thông thầy tiêu, tôi kêu con sáu thần nó nghe tôi về là nó biến mất. Tôi mới dùng thần thông tôi kêu nó một tiếng, nó nổi lên từ con sáu bự vậy thường. Tôi thu nó nhỏ lại thành con lân mã, nó chạy trước mặt thầy, nó quỳ hai chân trước xuống coi trên lưng con lân mã này có hàm ấn rõ ràng. Nó mới bước lên lưng nó mà cởi một vòng đầu, nó chạy trên mặt đất, vòng thứ nhì trên lại mặt nước, vòng thứ ba nó bay bổng hư không, nó đáp xuống tại mương án. Tiếp đi chứ mấy. Chừng nào thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người cùng lai. Cho nên á, từ cái tới đó đó, cho nên á, từ chỗ này cho nên á, Đức Thầy mới nói á, nghĩa là tất cả trong kinh sấm á, Đức Thầy nói ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, có phép lạ của tiên của thánh, giờ này nó quánh phép bên trên trời á, tả đạo bằng môn quánh với Phật thánh tiên ở trên trời. Cho nên á, cho nên á là coi như tất cả kinh sấm á, nó đã điều nói vậy. Cho nên tới cái giờ cuối đó,
thì á, cái giờ cuối sẽ nổ ba tiếng cuối cùng để trở lại chuyển ra đời Thượng Quan Thánh Đức. Mà trong ông ba cũng có mô tả ba tiếng cuối này nữa. Ông nói tam thinh tiêu hết sử kinh. Tam thinh là ba tiếng mà tiêu hết nó sử kinh. Nhất thinh tiêu sạch, nhất là một tiếng đầu tiên là tiêu sạch. Bình minh Phật còn cửa Phật hơn 10 Sài Gòn. Cửa Phật mở ra lúc này là hơn 10 Sài Gòn. Lớp là Trân Châu, Bủ Ngọc, Khánh Còn, Nôm Na. Tới đó Bồ Tát Ngài Gia Tăng Văn một cõi quốc gia phép tài. Đó là qua những cái câu ba tiếng đó, cuối cùng là. Nhưng mà trước khi nổ bát tiếng cuối cùng này, ông ba ông cũng mô tả nhiều lắm. Như vậy đó, nghĩa là tất cả kinh sấm đều ở ghim trước khi này kêu đó, âm binh rao khắp trên không. Âm binh nó rao khắp trên không gian, trên giữa đường trời. Ba đêm vượt trước mênh mông của người, núi tan đất sụp bớ người. Di Sơn, Di Sơn là dời non đảo hải, là lấp biển thương người không tin. Tới đời tam giáo hộ binh, tam giáo là Phật Thánh Tiên kèm chế được là thành mấy diệt tà lập tránh đền rành ba màu nắm chặt này. Đó là qua những câu đó. Thì bây giờ ở đây đó, phân ba tiếng đầu đó, khi mà nổ ba tiếng đó rồi á, tôi mới nhắc trở lại là bây giờ tôi nói qua ông Tiều Lão á. Ông Tiều Lão ông cũng tiên tri sắp tới nó sẽ xảy ra, nó xảy từ chỗ nào, nó ra sao, nó biến chuyển từ tỉnh trong các đất nước của Việt Nam này như thế nào. Ông nói ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhàng lắm thay. Năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm ngọ là năm 26 chưa mấy tai nạn. Ông nói năm mùi khổ não lắm thời dân ơi, năm mùi là năm 27 khổ não lắm thời dân ơi. Tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải đóng một hồi chúng sanh. Mau mau cố chí làm lành, gắn công tu niệm không thành cũng ngưng. Tháng 5, tháng 6 tưng bừng bước. Tháng 3 bệnh khổ quá chừng. Tôi cũng ơi lộn cái này để tôi xin đọc lại. Ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhằn lắm thay. Năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm mùi khổ não lắm thời dân ơi. Tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải động một hồi chúng sanh. Mau mau cố chí làm gành lành, gắn công tu niệm không thành cũng ưng. Tháng 5 bệnh khổ trưng bừng bước qua, tháng 6 lễ lừng âm binh. Tháng 7 đá nổ ầm ầm bước qua, tháng 8 thay nằm làng khang. Tháng 9 dân chúng nào an, phong thần giáng xuống không tàn đứng đi. Tháng 10 nhiều sự dị kỳ, hổ lang ác thú dị sự nhảy ra. Mà hổ lang đây là muốn nói cái chỗ này là phong thần đó. Chạnh lòng Tiều Lão suy ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên. Ông nói mới tới năm thân trời hạn khô khan. Quý vị coi năm thân là năm 27, năm thân là năm 28, trời hạn khô khan. Tháng 5 có chúa Minh Hoàng bước ra, âm binh 3 tiếng vậy mà, chỗ này ông nói nổ 3 tiếng cuối đó, 3 tiếng vậy mà thai hồn đổ sát vậy mà không sai. Thiên cơ lão đã tỏ bài, mặt tình trần thế xem thời nghỉ nghe. Chị em tu khá kiên dè, trồng khoai trồng bắp mùa rè đổ thân. Lúa kia hao hết 3 phần, làm sao ăn đủ lần lần khổ thai. Đói lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới hậu chiều mai coi đời. Ở trên mây bạc giữa trời tiêu thiều, nhạc trỗi lập trời thượng ngân. Năm Dậu Phật giáng Thất Sơn. Ông nói năm Dậu Phật giáng thế xuống Thất Sơn, mà tại non ông cấm giả trơn thị thường. Bá gia chớ khá lo lường, tu tâm dưỡng tánh lo lường. Nghĩa nhân hào quang Phật chiếu tứ phương, sư thầy có lẽ tổ trường chẳng sai. Tiều dưng lời Phật giải dài, biên ra một bổn mà dâm bài ca ngâm. Đời này giả điếc giả câm, biết ăn biết nói sâu tâm phần phần. Thân tôi Tiều Lão ở rừng, đốn củi đậu gạo cầm chừng cũng no. Công danh phú quý thì lo, không lo niệm Phật nằm co kêu trời. Bấy lâu Phật nói quên lời, ngày nay ác thú ra đời nó ăn. Nhìn đời lửa cháy tứ văn, trên non chuyển động binh chàng kéo ra. Như vậy đó, lao sao kẻ khóc mười la, mới biết lời Phật dạy mà chẳng sai. Thì qua những cái tiên tri của ông Tiều Lão đó, ông tiên tri đó là tất cả tới nữa xảy ra vậy. Bây giờ ông tiên tri nữa tới các chợ phải xảy ra, chợ nào chợ ra sao sao. Đầu tiên là ông nói Sài Gòn Quạnh Hiu, hiểu ra là Sài Gòn sơ sát. Bạc Liêu tiệt gốc, Bạc Liêu không còn Bạc Liêu nữa, tiệt gốc là không còn nữa. Châu Đốc dở dang, Tân An không chủ, chợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có Thiền Bát Nhã, Đậu Trại Long Châu, Bến Tre Thảm Sầu, Mỹ Tho Hữu Phước, Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ xôn xao, ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn. Cần Thơ hết vốn, hết gạo, hết tiền, tại tỉnh Long Xuyên ghe thuyền không bến.
nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn, tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy, ruộng không người cấy, nhà cửa quạnh hiu, ruột khắp chín chiều con kêu cha mẹ. Nói qua vạch giá tỉnh ấy bắt hoành, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Thủ Dầu bị lửa bến cát tan hoang, nước tràn lửa dậy, mấy cô còn nhỏ mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dại. Bầy dê nó chạy, chỉ nghĩ vô rừng, trước mặt đám rừng, sau lưng đám lát. Như vậy á, thì tất cả ở ông Tiều Lão này, ông cũng tiên tri về các chợ nữa, là nữa nó xảy ra chợ nào á. Thôi bây giờ đó, ở đây á, tôi cũng xin nhắc quý vị đó, trở về con đường mình phải gấp rút trên con đường tu mà Đức Thầy nói á. Tôi nhắc lại là đời cùng tu gấp mới kịp thầy đó. Như vậy tu gấp thì có cái pháp môn tịnh độ. Thầy dạy tất cả trong kinh sấm và ông sư giải, ông ba về cũng nhắc về cái pháp môn tịnh độ. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Hay là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ. Vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi. Trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Mới rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ tu cho thành. Ha, là thầy thúc giục thêm là ao sen báo tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được trinh thoát bồ đề vững chắc. Giữ rừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng xác định giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi mới vô sự thành. Nhưng mà muốn thành Phật thì Đức Thầy nói á, là cái cõi đó cảnh đó là cảnh hết khổ. Như thế nào? Đức Thầy nói trong chúng sanh nghĩ tặng đưa đầu về cực lạc mới là hết khổ. Về cực lạc mới là hết khổ, còn trong sáu đàn là trời, A-tu-la, người, ngạ quỷ, địa ngục, chúng sanh sáu đường là khổ. Nên Đức Thầy nói nếu chúng sanh, nếu chúng tăng còn trốn mây, nếu chúng sanh còn trốn mây tăng thì ta chẳng ăn vui cực lạc. Bởi chầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng thủy mới trở về nơi thanh tịnh. Là cái lời nguyện của Đức Thầy giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy đó. Thì bây giờ muốn về cõi Phật thì Đức Thầy nói bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần. Nhưng mà lập thân cõi trần là lập như thế nào? Đức Thầy nói tu đà nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đợi thế là ở thế gian mình, như nở thế trong Đức Thầy dạy cho lấy, nói theo Bủ Sơn Kỳ Hương là lấy tứ đại trọng ăn. Một là ăn tổ tiên ông bà cha mẹ, hai là ăn đất nước, ba đồng bào nhân loại, bốn là tam bảo. Nên hàng ngày tín đồ Phật giáo và hảo sám với chiều bình lẳng chớ lơ đó, thực hành như vậy nhớ lời đừng sai lẫn gì là gì, mình cầu nguyện để nhớ bổn phận mình làm. Thì nếu mình đắc đạo mình mới cứu vớt được cụ quyền, là mình có mưu pháp quyền thâm mình mới độ được sanh chúng, còn đắc đạo là mới đền ơn được nhân loại đó, mình đem cái pháp quyền thâm đó độ trong sanh chúng mới làm hết mê đó, còn không đắc đạo là mình không có độ được. Dạ thưa sư huynh, giống như là Đức Thầy còn nói như thế này nè sư huynh, là Đức Thầy nói là sau này đó là đau nhiều chứng á, dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Như vậy là đau nhiều chứng là nó như thế nào, huynh có thể chia sẻ mà không biết. Nói chung ra bây giờ đau nhiều chứng, nhiều bệnh dĩ kỳ khó kể bây giờ nó nhiều quá. Bây giờ có người nào đau gan, ung thư máu, rồi đau phổi, ung thư mổ xẻ, ruột thừa cũng như tôi nè, có nhiều chứng, rồi có lớp đó, đọc quỵ, ngồi nói chuyện, rồi đi tắm, coi phim, nằm võng, rồi cũng chết. Nó đau nhiều chứng gì kìa, khó kể luôn. Rồi nó có những trận như bệnh virus này kia, nó lây từ cái hơi thở của con người này kia, nó con vi trùng đó. Đó là chuyện lạ không? Phải gì vậy chứ? Vậy kỳ không? Đó là kể không được luôn. Nói nghèo nhưng mà bây giờ nó chưa đến mục đích, nó mở đầu thôi. Nên Đức Thầy có nói nè, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ ngày sau dần thấy bãi hồn, trừ tà gian còn thiện thiền tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Như sau ngày đói đến chừng đó sơn băng thủy kiệt đó. Sơn băng thủy kiệt, sơn gì? Sơn là băng tiết, sau này nó sẽ tan ra. Thủy kiệt là nước biển nó dưng vào, con người không có trồng trọt nữa. Hỏi quý đệ quý vị có khổ không? Còn bây giờ mình còn khổ rồi. Như vậy sử dụng như nhà nước mình, giờ những cái kho lương thực nhà nước mình ăn có thể 3 năm nữa chưa hết nữa. Đại mấy đại có tin không? Đúng rồi, nhìn chữ mà. Khổ cái gì, thất nghiệp gì là tại vì thất nghiệp là gì? Thất nghiệp bây giờ có những cái nước như Trung Quốc này kia mình không có sức hàng này được, những kia bây giờ dân chúng làm nên thành ra làm muốn này kia nó hơi thất nghiệp vậy thôi, nhưng mà mình ăn cần ở kiệm là không bao giờ đói.
Nhưng mà tại vì mình cờ bạc đá gà số đề này kia thì mình khổ thôi. Còn mình nghe lời Đức Thầy ăn cần ở kiệm, mình làm một ngày ví dụ 200 ngàn đi, mua gạo ăn gần cả tháng trời làm sao mà đói, phải không? Nhưng mà tại mình về mình ăn ngon quá, rồi mình ăn món này món kia món nọ từ cái chỗ đó, mình không ăn cần ở kiệm, mình mới khổ, mình mới thiếu hụt. Chứ nghe lời Đức Thầy dạy 8 điều ngăn cấm thì không bao giờ mình đói, không bao giờ có tiền ra mình bệnh đó, là trả cái nghiệp nặng nề thôi. Nhưng mà chờm sớm nhân loại mọi người ta cũng không có bỏ mình đâu, phải không? Dạ thưa Quỳnh, cũng như là cái như ông ba ông nói là tam thinh thay đổi người vô số, như vậy là tam thinh nó như thế nào? Nói chung ra cái lời ông ba nói tam thinh là ba tiếng. Nhưng mà cái đó là cái chuyện ông ba nói thôi, thay đổi là thay đổi, thay thiên biến địa này kia, thay đổi đó rồi sau này đến mục đích ngày thiên định đó, còn bây giờ chưa có thì mình nói đó, không nên nói. Rồi đến ngày đó thì nếu thiên định đó, tam thinh là do trời đất xác định, có tiếng sấm thành ra sau này mới nổ ra núi ông cấm có lộ đền vàng này kia, đó là ông ba thầy tổ rồi nói thôi, đó mình chấm ngang đi, nói về cái đạo đức thôi. Như là Đức Thầy nói câu như thế này, nó là huynh là ngày nay đạo đức chẳng màng, ngày sau dẫu có tiền ngàn khó mua. Như vậy là bây giờ là mình không tu là mình sao mình tu không được hay sao huynh? Tại vì bây giờ mình không có lo tu nên Đức Thầy dạy gán tu đặng chết. Để chết đến mà không có tu có nghĩa là gì? Có người tu là phải tin có nhân quả, có tin thiên đàng cực lạc, có tội có phước. Thành ra phải có tin có địa ngục ngạ quỷ súc sanh đặng tránh những cái điều đó. Thì bây giờ mình không tu đến mà nạn đến đó, mình kêu trời kêu Phật kêu thần kêu thánh cứu mình làm sao mà cứu kịp. Tại vì mình không tin. Bây giờ thì ông dạy mà tu không tu là tại cho mình thôi. Nên Đức Thầy nó gặp giảng kinh trần cứ chồng làm ngơ, chồng con kiển giống chi hưởng đấy. Thì bây giờ mình tu hay không là do mình, Đức Thầy Phật trời không có ép. Mình tu có nghĩa mình ăn mình no mình làm mình hưởng. Thì bây giờ mình không lo gieo trồng, thì sau này đến rồi thí dụ như bây giờ mình biết đó, nước nửa sau này nó nước lên tới nhà của mình mà mình bây giờ không làm sàn cao tới nữa sao làm kịp. Thì bây giờ mình gắn Đức Thầy tiên tri cho biết đó, thì sau này đến giặc giả như gì nào, Đức Thầy nó đến ngày trả quả. Để huynh kể cái mẫu chuyện như vậy nghe, có một chuyện hỏi ông Tư. Sau này còn cái trận tam thế chiến không? Đức Thầy mới nói là ở Trung Đông, mà quý đại có biết Trung Đông là ở đâu không, có coi bản đồ không? Trung Đông là nghe nói là ở bên như bên Nga bây giờ hả huynh? Lại gần Iraq. Yeah. Là của Trung Đông. Là tại sao? Rồi có người hỏi dạ ông Tư nói vậy rồi nó định lực vào năm nào, ngày nào tháng nào, Đức Thầy nói đó là do định lực thiên nhiên, do chúng sanh tạo. Nếu mà tạo quả lành thì trời Phật ăn xá cho thêm, còn tạo quả dữ thì nó sẽ ấy, chứ không có nói là năm nào ngày nào tháng nào. Nhưng mà Đức Thầy đều biết hết, nhưng mà Đức Thầy không nói chắn. Thành ra ở Trung Đông, tại sao quý đại biết sao mà Đức Thầy nói ở Trung Đông không? Tại vì Trung Đông nó bên Hồi giáo á, nó không có tin gì nhân quả. Sau này nó liều chết, nó nói nó chết, nó vô nó hy sinh, nó thả bơm rồi nó chết, nó về thiên đàng. Thành ra sau này bên Hồi giáo nó gan lắm. Thành ra sau này mới coi như vậy, mới đến thời kỳ trả quả thiên định là như vậy đó. Nó nói là nó chết nó về thiên đàng, phải không? Còn như mình tu nó chết về thiên lạc, cực lạc thiên đàng thì ham rồi, phải không? Còn nó nói nó giết người, nó hy sinh, nó vô nổ bơm, nó chết nó về thiên đàng. Nên sau này nước gan y gắt, nó làm chuyện ác lắm. Sao huynh nói vậy? Đại thấy có lý. Sau này đến ngày á, ông Năm Chèo xuất hiện lên đó, ông ăn hỏi đất nước Việt Nam những người hung không, ăn tới cả 18 nước luôn. Đại có nghe mẫu chuyện đó không? Nhưng mà người ta không tin, là tại người ta không ưa, người ta không tin. Còn mình có duyên với Đức Thầy, duyên lành gõ được cùng liên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu hằng là mình tin. Còn những người không có tin đó là người ngu. Đức Thầy nói đờn ta giống thiệt không dây vô duyên khó biết, là thầy nói xa. Cái người có duyên là gì? Người khôn nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cùi reo, ở đâu mà có hầm reo, ở đâu mà có xấu. Mà quý vị biết, quý đại có biết con sông nó chảy dòng cầu thiếu gì con sông nó dòng cầu như thế nào không? Dạ không biết. Dòng cầu là nó chảy giống như quả địa cầu. Mới gọi là dòng cầu. Có con nghiệt thú, nhưng mà cải chuyện bên thầy á, Đức Thầy cho biết sau này ông Năm Chèo sẽ xuất hiện. Nhưng mà ông ba ổng nói một cụ lao chụp trước làm đầu đó, mã long ổng hiện ra chầu quan thiên đó, quan thiên là quan trời. Mà Đức Thầy cho biết như vậy, sau này có người nói dạ thưa thầy, ông năm chừng nữa ông ở dưới nước, tụi nhà con ở trên bờ làm sao không lên được thầy, rồi ở trên cây làm sao không lên được. Đức Thầy nói sau này chư thần á lôi lại. Lại có nghe mẫu chuyện không? Như vậy mình tin theo Đức Thầy thì mình tin, còn người ta không tin thì kệ người ta, tại vì người ta không tin thì đâu có biết đâu. Người ta nói chết là hết. Rồi bây giờ cái chuyện của người ta, còn chuyện mình đức tin của mình mạnh mẽ, mình tin theo thầy thì mình tin.
ông Năm Chèo là con xấu. Nếu mà con xấu sau này á, phải thì nói xấu tu á, quá cầu mà gắn tu cũng quá cầu, đại có tin không? Yeah. Nhưng mà con xấu quá cầu là sau này nó quá cầu, nó ăn thịt của những người ác á. Mà nó ăn là do là số trời nó thiên định. Nhưng mà ông Năm Chèo này, ổng là tín đồ của Đức Thầy, ổng với mình đó là chung một thầy. Bởi vì Đức Thầy dạy đâu phải loài người mình đâu. Yeah. Dạy muôn loài vạn vật mà. Như vậy có câu chuyện đó, người ta nói Đức Thầy nói ngày mơ 12 giờ ông Năm đến quy y. Người ta cũng ra ngoài cửa, ngày xưa tổ đình gần cái cửa đó, cái đầu coi ông Năm Chèo đang ổng trường lên như thờ, ổng sức cái hồn quá cái hồn lên đó. À, lũ mũi đỏ ốm đen, đã có nghe mẫu chuyện không? Dạ. À, quên cãi những mẫu chuyện đó rồi đây nha. Dạ. À, cái đó là mình tin hay không là do mình. Còn nên gắn nó cũng tu quá cù nữa, cù tu quá long nữa, thành ra như khi mà nó quá cù nó ăn thịt người. Nên Đức Thầy nói là gắn to tên gọi mãng xà trên gừng nó xuống, à, nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng đổ cho. Ở đâu mà có mãng xà, ở đâu mà có hít to. Yeah. Người không có duyên đó, mình chấm chấm không nói qua, không nên cự người ta. Bởi vì đạo là để hòa đồng. Yeah. Đó, mình biết người ta không biết thì thôi, cái đó đáng thương người ta chứ không cự cãi người ta. Yeah. Tại vì ví dụ mình học mình biết, người ta không học ta không biết, mình nói ra người ta cãi mình cự người ta làm gì vậy. Tại người ta nói là quay gì thôi, nếu mà gắn khổng lồ đó, mấy con vị ngày xưa thường thì gắn thần á, là có các chư thánh chư thần người ta giữ cho, nó phải chờ ngày thiên định. Giống như ông Năm Chèo không có nổi lên được, tại vì không phải chờ ngày thiên định nó mới nổi lên. Khi mà ổng nổi lên đó, cho dù mình đem vũ khí tối tân này kia đem lợi cũng không làm gì ổng được. Yeah. Tại vì ổng có thần thông, để có hiểu không? Yeah. À, thành ra ông Năm Chèo với mình chỉ là một thầy thôi, ổng đã quy y với Đức Thầy rồi, nhưng Đức Thầy đã chứng ổng rồi, còn huynh đệ mình Đức Thầy chưa có chứng. Đức Thầy đệ của con nhận không? Yeah. À, nên chứng cho ổng là gì, sau này Đức Thầy cỡ ổng là con long, cho yeah. dù ổng ăn thịt bao nhiêu người, ổng cắn bao nhiêu người hung không biết, nhưng mà sau này ổng cũng còn. Còn mình làm hung là tiêu hồn bắt xác, đại có tin không? Đúng rồi. À, như vậy đừng có chê ông Năm Chèo, ổng muốn tu vậy. À, tất cả nên Đức Thầy nói nè, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, phải không? Cứ nhất tâm tính nguyện cùng hành thì được cứu cánh gì nơi an vũ. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, như vậy thú vật tu cũng được vậy. Yeah. À, nên không chê một người nào hết, mình không phân được người nào hết. Nhưng mà thú dữ là gì? Cũng là con của Ngọc Đế xuống đây, là do cái tâm mình sanh ra mình làm những điều ác nên mình phải trở thành con thú, con này con kia con nọ. Nhưng mà biết tu thì cũng được về cứu cánh gì nơi an vũ. À, chứ không phải là người không, không phải tiên không, thánh thần không. À, nhưng mà Đức Thầy có nói trong lửa đó, ông thần không tu, ông thần cũng chết, hết phước là chết. Dạ. Đó, đầu thai chuyển kiếp là khổ nữa. Đại có tin không? Dạ đúng rồi. À, dạ. Nhưng mà cái đó nói là mình tin về Phật Thích Ca ngày xưa nói về nhân quả với nói về luân hồi, nó cõi diêm vương này kia đó. Tại vì một kiền liên đi được, đi xuống dưới thế mà đinh là thanh đài đó, thành ra nếu mà Phật nói không có người không có dựng kiến mà thấy đó. Rồi quyển vật chắc lời của thầy là mình bị đỏ, có thật của Phật là mình bị lỗi, để có tin không? Yeah. Thành ra mình nói cái gì á, nên Đức Thầy nó chớ nên bắt bẻ mặt thầy đó, mình không có nên cậy ai nói gì nói, mình phải tin. Còn ngoài tôn giáo của người ta thì cậy người ta, bởi vì đất nước Việt Nam mình cũng có rất nhiều tôn giáo như Cao Đài này kia, thì người ta nói bên Cao Đài của người ta. Mà nên mà Đức Thầy không chê cái đạo nào, nhưng mà Đức Thầy cũng cho biết nè, theo Phật giáo sau này cao quý được nhìn xem một đế sĩ văn ai cũng theo gì đó theo. Nhưng mà ông Ba nói sau này ông trở lại đó, ông xét đạo là tại sao, với đại biết sao xét đạo không? Tại vì sau này quá nhiều đạo đi, tam thiên lục bát, chữ tam là ba, chữ thiên là ngàn, chữ lục là sáu, 3600 mối đạo xuống dưới này. Nên mình theo đạo của Đức Thầy hàng ngày là đạo chánh, cũng gọi là chánh đạo, cũng gọi là đại đạo, là xét cái gì nữa? Là hàng ngày chư thần ghi hết trơn rồi, xét là ông Ba xét những người đạo lưu bù. Nhưng mà đạo nào đạo chánh thì ông Dương làm đầu, phải không? Còn đạo nào không chánh thì qua cầu Diêm Vương. Vậy thôi. Trong Năm Chèo thật đó. Rồi cái gì đại có thắc mắc gì không? Dạ. Cũng như là Đức Thầy còn nói như thế này, cũng thắc mắc như thế này nè huynh. À, cũng như là sau này á là cái Đức Thầy là về trị bệnh là chết vô số kể huynh. Là như là có câu chuyện mấy vú ở trên tổ đình đó. À, huynh có thể chia sẻ phần đó cho bà con nghe được không? Thấy huynh nhắc về cái giai đoạn sau này đó là hiển linh. Cho nhiều khi nói là mình phải dựa vào giao cái câu giảng của Đức Thầy. Đức Thầy nói đó, cuối năm thành sẽ lo dẫn chuyển xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. À, xứ Hà Tiên, chữ xứ là chỗ, chữ Hà là sông, chữ Tiên là trước, cơ quan là cái chỗ đó, nó thường nói đó là cơ quan nào. Yeah. Mà linh hiển là như thế nào? Sau này Đức Thầy sẽ chở, có câu chuyện bên Thầy, Đức Thầy sẽ trở lại là lúc đó chết vô số đi. Là Đức Thầy dùng là nước á, tác chúng người nào là người đó sống. Nhưng rồi Đức Thầy phải vắng mặt.
tại sao phải vắng mặt. Đức thầy nói sau này là nói với ông Bố, sau này ông Năm Chèo nổi dậy nên đức thầy đau xót sợ bắt thâu phục sớm thì có lỗi với thiên đình, nên đức thầy sau này vắng mặt đến ngày mà đủ số đức thầy mới trở lại. Nhưng mà ông Năm Chèo lúc đó ông hoạt động quá đi, ông thành con cù, ông xấu, ông lông cũng quá, ông ác đi các 18 nước nó đem bơm vũ khí tối tăm này kia, nó bơm nó thả xuống nhiều động thổi là nó cháy trơn. Nên có đầu nó đặt bàn cầu nguyện sau này có một vị thánh nhân, một vị nào ra tài có đức hạnh để mà thâu á. Nên đức thầy sau này về gọi nó với đức thầy cỡ với là chuyện mình thầy nha, mình nói là mình kể chuyện mình thầy thôi, nhưng mà đức thầy nói là không có gạt mình, gạt mình để làm cái gì giờ, phải không? Dạ. Mình tin hay không nguyện của mình, tin hay không thì do mình, chứ đức thầy không có gạt. Bởi vì dạy khôn chẳng thế, chứ nào dạy ngu mà không có gạt. Ai nghe không nghe thì thôi, ai tin không tin thì thôi. Như vậy xứ Hà Tiên là Hà Tiên, tại vì ở trước cổ đình là nó thuộc về nằm về con sông Tiền, ở sau lưng tuốt cái về cái đường ở bên Kinh Sáng Vĩnh Tre đó, ở Châu Đốc đi xuống đó là con sông Hậu. Dạ. Bởi vì sông Tiền này lại sao, sông có rộng hẳn, tuy nó không sâu bằng thế sông ở bên ngoài thế giới, nhưng mà nó có rộng hẳn, gọi ta gọi là gì, là hiển linh. Còn núi mà có thần tiên ngự tu á, gọi là Mông Vàng. Ngày xưa cái thời kỳ á, là từ ở Tây An Cổ Tự á trở về đây là Cẩm Định Hòa, nhưng mà ông ba ông chọn nơi đây là cái chọn cái chỗ cái Kiến An này, lộ lỡ Kiến An. Yeah. Bắt nước là sau này đến ngày người ta đến ngày trả quả ầm mì chết chóc chắc giả như đó, nên ông ba có bổn phận gì đây để mà phát thẻ để đi vào đất Tịnh Độ là 4 con thẻ. Yeah. Nên ông đức thầy có nói ở Kiến An lộ lỡ là có ông ba, ở Hòa Hảo là có ông Tư, là có một chuyện ông kia hỏi dạ thưa thầy, nếu ông ba về chúng con qua bển hay gì thầy. Đức thầy nói mấy ông qua bển làm gì, tôi là thầy của mấy ông ở bên đây, còn qua bển làm gì, cái đó là bổn phận của ông ba. Thèn chèo bắt nước, nên đức thầy nói sau này á đến ta chèo đó khỏi cần phải đi cầu, khỏi cần phải đi đò hết trơn á, chỉ đi trên ghe thôi là qua tới Hòa Hảo, qua tới đức thầy. Cái đó là mình tin hay không là do mình. Mà ông ba với đức thầy không có gạt mình, lúc là dễ vậy đó, tiên tri sau này sẽ có đến ngày trả quả khổ gì đó, sẽ lập lại đời mới, gọi là đời canh canh tăng, là đời có người nhà không đóng cửa, người sống muôn tuổi, làm dân sống muôn tuổi, là sống cõi nó đó muôn tuổi, nó sống gọi là sống cõi thành tiên, có Phật tiên đại thế. Sau này là có Phật Di Lặc ra đời làm giáo chủ hội Long Hoa, rồi có quân sư đức thầy, rồi có thánh chúa ra đời, rồi các vị quan chân chánh, mình sống muôn tuổi không đau ốm, đại thấy vui không? Dạ vui, vui đó, vui ngon rồi đó. Giấc đó có nghe nói ông bà nói là giấc đó là hình như là nói là nhất nam cửu nữ thất sơn được tồn, là nhất nam cửu nữ thất sơn được tồn là sau anh là chính bà vợ. Có nghĩa là sau này trai năm thê bảy thiếp. Yeah. Là cái người nam sau này làm dân á hiếm, nó còn bởi vì người nam á người ta tu chứng quả cao nhiều, làm dân thì ít, còn người nữ làm dân thì nhiều, thành ra là đất kinh đô dư vợ mà thiếu chồng. Sau này đất Việt Nam mình nằm cõi trung ương là đàn anh, là đất kinh đô là chiều ca, nó giống như hồi thời nhà Thương Công Thần, nó chiều ca là nhà Thương như đó. Các đất chư hầu ở bên ngoài phải cống nạp hàng ngày cho Đức Minh Vương, còn nhưng mà Đức Minh Vương sau này còn nhỏ tuổi, ông ba có tiên tri sau này á tuổi 26 là tuổi vua mình, là sau này mới 12-6 là 12, nhưng mà sau này còn nhỏ quá, các vị quan thần cho lên 2 tuổi là 14. Mà đức thầy nói chúa dựng ngai vàng sải mới yên, lìa nơ cảnh tộc mới trở về tiên. Ghi mà Đức Minh Vương ra đời đó sẽ có những cảnh khổ, nào là có ngũ long công chúa, đó là tiên tri thôi ha. Yeah. Mình bỏ chấm chấm nó đi, mình nói về cái cảnh khổ đi. Con người đó ta bà đó là khổ rồi, ta bà khổ, tại sao ta bà là khổ? Nên đức thầy nói nè, cả sang hèn có mấy ai thông thả, phải không? Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chuyển lưng trong nhân vật các loài căng màn ấm làm điều dại dột, đã thấy giàu á có chung xuống không? Yeah. Rồi cũng chết, rồi đua tiễn với nhau, đâu có ai mà sống tồn tại đâu. Giống như ông Trần Đại Quang chết có mấy sáu mấy tuổi, đại thấy không? Đúng rồi. Tiền của người ta không biết bao nhiêu tiền. Mấy tuổi cũng chết rồi. Mấy vị quý đại thấy như vậy không? Có ai mà tồn tại không? Rồi yeah. như vậy thành ra Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi còn chỉ thực ta niệm tứ khổ. Tứ khổ là gì? Sanh lão bệnh tử. Như vậy thấy khổ không? Bệnh có bệnh là mới có tử, mà chết mà sanh cái linh hồn gì hoài khổ, để thấy không có lúc nào ăn vui đâu. Mố có nhức răng, đau xương sống, nhức giò, tê tay chân, viêm mũi, viêm son, bị vi đan họng, để thấy có lúc nào ăn vui không? Mình sống thì giả tạm thôi. Yeah. Nên đức thầy nó gán tu là mình chết, tặng tu nhờ cái thân xác này đó là chiếc thiền để mình trả nợ thôi, nhức sống này cõi khổ thật sự. Nên đức thầy giới thiệu nè, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, còn ác không thì địa ngục. Như vậy mình tin có địa ngục, mình tin có non tiên bồng lai tiên cảnh cực lạc thì mình làm lành ha. Có lý. Yeah. Thì mình nghe lời đức thầy. Yeah. Có duyên thì nghe lời đức thầy, còn ta không có duyên thì đáng thương người ta cũng không chê. Nói là từ đời ngày đó là chỉ năm mèo chỉ mẫu rõ ràng rồi. Yeah. Là trả từ cũng như Quynh nói về cái đồng hồ cho đại nghe. Yeah. Một nó thí dụ nó mới có vô 1 phút nó cũng là 1 giờ,
À, nhưng đến 59 phút kia nó cũng làm trong một giờ. À, cái trả quả, nó trả quả từ 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 hoài. Nên mà Đức Thầy nó bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tạm biệt, à, lập đời trở lại thì đến một ngày thiên định. Nên Đức Thầy nói ta dừng tay chờ đợi định thiên Đức Ngọc Đế chỉ thân cho chúng. À, Đức Ngọc Đế bắt đầu chỉ văn rồi là sống là đời thánh đức, mới là diệt tà là chánh gần gành, ba màu nắm chặt năm màu chỉ văn. À, hai tin không tin thì thôi, cái đời Đức Thầy nói thì tôi tin. Nói chung là cái câu Đức Thầy nói chờ nam chờ cũng đỏ là chờ cái người hiền, yeah, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay chứ giúp, dẫn dắt gì chế độ với chồng gì thôi, thì Đức Thầy đang chờ mình. Bởi vì Đức Thầy có đủ phép huệ linh, ngài có cái chiến mạng là ta thù dương sắc sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ. Mà ở cõi Phật Tổ á, ở cõi Tây Phương thì Đức A Di Đà. À, tại sao Đức A Di Đà? Đức Thầy nói A Di Đà Phật Tổ á là ổng là cái cõi Tây Phương là Phật Tổ, còn ở cõi Ta Bà là Đức Thế Tôn, là Đức Thích Ca Mâu Ni. À, như vậy mà Đức Thầy có dương lệnh hết trơn rồi, ta thù dương sắc lệnh Thế Tôn. À, ta thù dương lệnh Thế Tôn là Phật Thích Ca, còn á ổng nói ta cùng dương lệnh Tây Phương Phật Tổ, thấy không? À, như vậy Đức Thầy nói đó, mình có duyên thì mình tin, còn những người không có duyên thì không tin, nó là mình thương xong thương chót người ta, nhưng những cõi đó huynh đệ mình không có thấy được, chỉ có cái đức tin thôi. À, thì bây giờ mình gắng tu đi. Mà Đức Thầy nói kìa, trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. À, sau này đến ngày Đức Thầy sẽ ban cho xứng vị xứng ngôi cho những người tu hành cao công quả, thì mình gắng nghe lời Đức Thầy đi, thì mình có duyên thì mình nghe. À, sau này sống đời thánh đức, à, ti sát mắt mà hồn thiên chẳng mắt, không tin thì mình gắng mình chịu chứ. Dân thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã vũ thị trần gian, gió đưa lúc sống mình luôn, cứu người luôn niệm luôn tu niệm. À, thế đại sau này có ông dân thù, ông dân thù cũng là một đại tử trung thành vậy, đại thế ông trung thành không? Yeah. À, cũng là đại tử cũng học dân thù xin lại ha. À, yeah. Rồi ông Di Lặc Tôn Phật cũng là một giáo chủ Long Hoa, ông cũng đại tử của Phật vậy. Yeah. À, ông cũng trung thành vậy. Yeah. À, nhưng mà giáo chủ Long Hoa là Phật đã truyền 2,000+ năm nay rồi, nhưng mà chưa có xuất hiện được. Có nhiều huynh đệ như Nguyễn Phước Nghiêm á là nói Đức Thầy á là Phật Di Lặc, mà nếu Phật Di Lặc ra đời thì thế giới đã bình an rồi, để có công nhận không? Yeah. Là có vua có thánh này, thành ra Nguyễn Phước Nghiêm chỉ thiết thôi, nhưng mà đúng hay sai là tại của huynh đệ thôi. À, cái đó là mỗi người có ý khác nhau. Còn ý của tôi á, yeah, thì tôi nói thì phải có cái lý. Nếu Phật Di Lặc ra đời giáo chủ hội Long Hoa thì thế giới đã bình an, không còn chiến tranh nữa, để có công nhận không? Mà Đức Thầy đã là giáo chủ trong cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo đã 80+ năm rồi, phải không? À, nói là Nguyễn Phước Nghiêm thưa thiết thôi. Yeah. À, còn huynh chỉ tin là Đức Thầy là Đức Thánh Nguyễn Vĩnh Khiêm chẳng trình chuyển kiếp lại là Đức Thầy. À, sau này Đức Thầy sẽ là một vị quân sư, nhưng mà Đức Thầy đã chứng quả, sau này là chứng quả danh hiệu của Đức Thầy là Kim Sơn Phật, nhưng mà ngài quá hiện là một vị tiên để mà phong. À, nhưng mấy vị đó người ta thường về chầu Phật rồi, thường về chầu Phật tốt chậm á. Dạ. Dạ thưa huynh, giống như Đức Thầy nói là Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa, Thập Bát Chư Bang Động Can Qua, như vậy như thế nào quá? Nói chung ra ba châu. Dạ. À, ba châu nhưng mà không phải là ba châu lớn, nếu ba châu là sau này cũng như là châu Đốc, châu Phú thì kia đó. À, còn một châu nữa mà không biết châu này là cái châu Phú hay là châu Giang. Châu Thành. À, châu Thành không biết được, bởi vì châu Giang nó cũng có châu Giang nữa. Dạ. À, mà châu Thành là nó ở đầu ha. Dạ. Thành ra ba châu này có nghĩa là châu Thành, theo tôi nghĩ đó châu Thành là quận là huyện, châu Phú và châu Đốc. Sau này từ dưới đó đó trở lên châu Đốc đó, là khổ. Yeah. Lỵ là khổ, sau này khổ lắm. À, khổ dữ dằn á. Yeah. Thập Bát Chư Bang Động Can Qua. À, chữ Thập Bát, chữ Thập là 18, chữ Chư là nhiều. Sau này nó sẽ đến đất nước Việt Nam là tại vì sao? Đất Việt Nam sau này theo lời Lầu Đài Núi Cấm Lộ Nay Mai, sau này Núi Cấm có đền vàng đó, các chư quốc chư hầu nó đến, nó dành châu báu. Mà mình theo giáo lý của Đức Thầy mình tu là sau này theo ta đến chốn thiên bang tặng coi chi quốc tranh giành năm non, phải không? À, năm non trên năm non còn cũng tốt tôi, nó là miền bãi núi, sau báo quý là Đức Thầy nói là sau này nó giành gì đó đậm chết. À, giết mới gọi là gì, núi chất thành xương, sông thành máu. Như tại sao mà núi chất thành xương? Tại vì nó dồn về cái chỗ ra đền vàng nó giết. À, nên Đức Thầy nó lao sao bảy bắc non tầng, quân viên tam báo xa gần cũng qua, tranh phân cho gõ tài ba mới giành giật. À, cùng nhau giành giật mới làm thầy phơ. Yeah. À, như vậy đó, sau này mình tin thì mình làm. Yeah. Mình tu đó, mình coi chư quốc chư hầu mới giành giật, còn người tu thì chỉ về non mình coi thôi,
dình dập cho ai nữa, phải không? Dạ. Cái chân lý nó vậy. Dạ, cũng còn thêm nữa là dương gian mãnh thú trừ tàn ác. Như vậy là dương gian mãnh thú trừ tàn ác. À, mãnh thú thì sau này nó có là hồng beo, tây tượng, mộng bề, lại thêm mãnh thú, mãnh xà, gích to, gích, con gích gắn to thì không nói đi, gích to, mà gích to thì quân đại mình có thấy không? Dạ, chưa thấy. Nên sau này có loại gích thần, nó biến quá được. Nó ăn thịt người thì nó biến quá, nó bự nó mới ăn được. To là bự lớn, có nghĩa mình nó con gích nó tới 20 cái giò. Nhưng mà cái miệng của nó không phải là con gích, gọi là con hạm, nó miệng như gắn vậy đó. Là thành ra nó làm ác, nó nghiệp ác quả, nó phải trở thành con gích gì đó. Là thành ra nó với mình cũng là huynh đệ thôi. Yeah. Tại vì mình được làm người là mình bớt cái nghiệp ác, nghiệp dữ. Thành ra nó nghiệp dữ, nó thành ra nó làm, nó thành ra mình gích mà đầu con mạng kia đã mới ăn thịt người được. Gọi là gích to, là mảnh thú đó, chuyện người vậy là vậy đó. Nhưng mà ở đây giờ huynh đệ mình không có thấy được. Nhưng mấy vậy thú đó ở đâu? Ở trên núi á. Đức thầy nó cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, phải không? Yeah. À, như vậy nó ở trên núi á, nhưng mà đến ngày thiền định á, chư thần nó mở ra nên Đức thầy có nói gì có đoạn như vậy. Mà cảnh núi á, có nói gì tứ tượng cho mấy đại nghe. Tứ tượng nó có gì? Tứ tượng là nhất điểu. Yeah. À, điểu nó, điểu là con chim nó ẩn vào trong núi á, ha. Ngư là con cá nó ẩn vào á dưới sông á, nhưng mà nó ăn lòn vào trong núi á, mình đâu có thấy được. Thành ra cái chuyện ông Tổ Mã ông đi vào vườn năm non, thấy con sấu á, mấy đại có nghe một chuyện đâu? Dạ chưa thấy nghe. Ông đi vào vườn năm non, ông thấy con sấu nó nằm trong núi. Rồi. À, thành ra ta hỏi dạ đưa thầy, con vật gì nó ở? À, nó ở, nó cũng lên ngớp, mà sao không thấy ông Năm Chèo ông lên ngớp? Đức thầy nói, tôi nói cho mấy ông biết, ông tu đó có ngọc ngà châu báu không, ông không cần phải lên ngớp. Thành ra ông Năm Tổ Mã ngày xưa đó, là ông luôn nhìn tốt, bây giờ vườn năm non thấy con sấu giống. À, vì ông xấu thẳng biến quá ở đâu cũng được, phải không? Yeah. À, thành ra ổng cũng với mình cũng là huynh đệ thôi, mà những con vật nó cũng là huynh đệ với mình thôi. Nhưng mà chờ ngày thiên định là mảnh thú nó chừng nó sát phạt những người hung ác những người nào. Thành gian dân gian nói á, cá kiến cá. Thì hàng ngày trong chuyện Tây Du Ký á, ông Tài Thiên ổng đánh đàn em nó trên chuồng ở trên chảnh sư tử, nó thấy nó bị ngủ không, nó thấy nó xúc chuồng xuống bắt thầy trò của Tài Thiên luôn, đại thấy không? Yeah. Thì bây giờ mình tàn sát mình ăn nó nè, thì sau này nó trả thù lớn. Đại có tin không? Yeah. Sau này đến ngày nhân quả là nó trả thù. À, nhân quả nó trả thù vậy thôi. Yeah. À, tin không tin thì thôi, nhưng là phải tin. Hỏi Đức thầy nói gì nè, sư huynh? Thầy nói là Phật Thánh Tiên Đông Độ nước sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Phật Thánh Tiên là nước cờ mới nay là khởi sắc. À, chỗ tài hay biển lấp non giờ. À, cái đó là ý nghĩa như thế nào? Đông Độ là ở đất nước Trung Quốc, tượng trưng cho đạo Phật, là lục tổ Huệ Năng, là từ tổ sơ tổ đầu tiên là Đạt Ma Tổ Sư, mà Đạt Ma Tổ Sư đó là thời đó là thời của Vua Luân Vũ Đế, mà ông từ Ấn Độ qua ông làm sơ tổ, ông mới truyền cho nhị tổ, rồi tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, rồi tới lục tổ Huệ Năng đó là thời của vợ của Lý Trị, là bà Võ Tắc Thiên. Như vậy đạo Phật là lục tổ Huệ Năng, là tượng trưng cho đạo Phật. Nên Đức Thầy nói khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ chứ theo thần cứu, phải không? Tượng trưng cho đạo Phật. Đạo tiên là của ai? Đạo tiên là của Đức Lão Tử. Còn đạo thánh là của ai? Đức Khổng Tử, nên gọi là tam giáo, là Phật Thánh Tiên Đông Độ lúc sang miền Nam địa là qua đất nước Việt Nam mình. Như đất nước Việt Nam mình có Phật là gì? Phật Thầy Tây An đã tôn là Phật Thầy, là Đức Phật Trần, Đức Bổn Sư. Nên Đức Thầy nói các chư Phật chư là nhiều chứ đâu phải một vị một. Tiên là gì? Các vị tiên lâm phàm, chân tiên lâm phàm độ thế. Các vị người ta tu theo Đức Phật Thầy cũng chứng quả tiên như vậy. Như ông Đạo Lập đó, ta cũng gọi là tiên, tiên sinh. Mới để về ông Đạo Lập số 3, cái bằng ngưỡng gọi là tiên sinh. Đức Thầy cũng là một vị tiên. Quỳnh Long Lậu Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sánh, Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế là phải tiên không? Vị một vị chân tiên người ta tu ra đã chứng quả Phật. Nhưng ta thể hiện để làm một vị sau này đâu. Thận theo lùm chờ là mình làm cho việc của chờ, nó mới làm quân sư thôi. Đừng cai trị, coi chú Phật mà cai trị gì. Thành ra Minh Vương á là ông vua, còn Phật á thì độ, Minh Vương thì trị. Nên ông quá thân là Minh Vương nha, là ông trị ông coi, chứ ông Phật nào có vợ. Nhìn quá thân đã làm Đức Minh Vương mới có vợ. Mới đại tin ông Minh Vương cho này có vợ không? Đúng rồi, có vợ có con. Một vợ một chồng à. Có vợ đừng cai trị. Yeah. Coi như vậy, đất nước Việt Nam mình nhằm cõi Trung Nguyên là tường xưa kia sắp đặt đã lâu. Tại vì mình là giống Lạc Hồng, con rồng cháu tiên là giống Hồng Diệp. Nên sau này trời đặt, nó sắp đặt ở đất nước Việt Nam, thì đất Việt Nam hiện nay nó ba miền. Phải không?
Hòa Bình bây giờ nó ba miền ở Bắc Trung Nam. Ở miền Bắc thì có Thăng Long, ở miền Nam thì có thủ đô, nhưng mà ở miền Trung thì có thủ đô, còn miền Nam mình Đức Thầy cho biết là sau này sẽ có đền Đài Đạt Ly Kỳ đến ngày trả quả đó. Thì đến một ngày thấy gì chứ mấy hồi hết đời, nhưng mà tại mình không tin thôi, ngài đã cho biết là Hạ Quân đã hết đời rồi, còn cái gì nữa. Mà ngài cũng cho biết cái gì đó là thấy sáng lại thấy chua rồi thấy chiều xế, rồi mới là ngày qua ngày rồi năm này năm cũ rồi mới thấy năm mới, đã thấy lơ vô như huynh nè. À, hồi bây giờ bốn mấy tuổi rồi. Dạ. Yeah. Thấy mau không? À, nói lâu lâu thì cuối cùng cũng gần 50 tuổi rồi. À, mà Phật thầy ngày xưa ngày có nhiêu, có 50, 51 tuổi ngày tịch rồi. Dạ. Huynh năm nay là 46 tuổi còn gì nữa. Thấy cái quay để mấy hồi không? Dạ. Yeah. Nhưng mà Đức Thầy cho biết sau này cảnh khổ là gì nè. Khắp thế giới binh lương cụ túc. À, binh là binh lính luôn thật. Quyết tranh giành, bình lợi xé trong nhau. Là sau này nó đến một ngày trả quả ly kỳ rồi bắt đầu nè. Nào là vũ khí tối tăm, mấy đệ có tin không? À, nó sắp đặt sẵn. Sau này vũ khí tối tăm này khi nó bấm một cái là xuyên lục địa đó, đi sáu suốt dưới lòng đất đó, nó ngoài một chỗ thôi. Yeah. Nó bấm một cái bắt đầu nó kè. Quý đại biết kè đi đâu không? Nó kè ra Biển Đông. Nó bẻ thêm một trái, hai trái, ba trái, bốn trái nhiều quá, nó làm cho quả địa cầu không kinh. Nên nó gọi là ngọn thủy triều, nó nước sụp sôi bầu trái đất một phen luân chuyển, phải không? À, sau này đến một ngày gì đó là tại vì nó xả quá, nó kè ra đó, nó để xuống đó cái gúng á ngay trong quả địa cầu lâu ngày nó gung ginh luôn. À, là con người đánh trả quả đến ngày sau này ở Biển Đông á, nó dằn dập, nhưng bữa đó là chết đích, nhưng chết nhiều thay phơ là lâu đài nó cũng cấm quân khiên tham báo xa gần qua đó, nó mới giữ. Nên Đức Thầy nó còn một cuộc chiếu manh dằn xé. Trước khi dứt lời, tôi cầu nguyện ở trên Hồng Ân Tam Bảo và quay linh của tổ thầy từ bi qua hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc, là đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn được diện tiến của Đức Phật Thầy trở gót. Nam mô A Di Đà Phật.